Thống đốc hùng mạnh nhất hay trong game hay viết tắt là MGE là một sự kiện sẽ diễn ra mỗi 2 tuần một lần và đây sẽ là nơi để các bạn cạnh tranh với những người chơi khác theo nhiều cách khác nhau để có thể sở hữu những vị tướng mới nhất và mạnh mẽ nhất trong game. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cái sự kiện này nha. Thì sự kiện đua thống đốc sẽ diễn ra mỗi 2 tuần một lần và bắt đầu vào thứ hai, kết thúc vào thứ bảy. Như hiện tại ở map của mình đang là map KVK chinh phạt, tức là bên mình đã trải qua 3 kỳ KVK đầu tiên rồi. Thì hiện tại game đang cho mình chọn là 4 vị tướng. Và đây là 4 vị tướng các bạn có thể thấy là đều có tab tài năng là lãnh đạo cả. Còn nếu các bạn đang ở cái giai đoạn mà trước map KVK chinh phạt, tức là KVK 1, 2 và 3, thì các bạn sẽ không có những vị tướng chinh phạt nha. Các bạn sẽ bắt đầu đua thống đốc hùng mạnh nhất với vị tướng đầu tiên là Syza. Sau đó các bạn sẽ đua CM, El-Cid, Saladin, Constantine và cuối cùng là vị tướng cung Tomiris. Còn sau khi các bạn bước vào mùa chinh phạt thì tất cả những vương quốc vào mùa chinh phạt sẽ đều chơi theo thứ tự là kỵ, bộ, cung, lãnh đạo. Và cứ mỗi vòng quay như vậy thì các bạn sẽ cách nhau là 2 tuần. Như vậy giả sử các bạn kết thúc map KVK 3 và bước vào mùa chinh phạt mà khi đó đang là cuộc đua thống đốc hùng mạnh nhất, ví dụ như hôm nay là lãnh đạo đi, thì 2 tuần nữa các bạn sẽ có cái sự kiện đua thống đốc, đó là sự kiện đua thống đốc kỵ binh. Thì các bạn có thể sử dụng cái cách này để các bạn tính nhẩm xem là khi nào sẽ đến cái kỳ đua thống đốc hùng mạnh nhất, cái vị tướng mà các bạn yêu thích ấy. Thì để các bạn có thể có một sự chuẩn bị nó tốt nhất để các bạn có thể lấy được nhiều tượng nhất từ cái sự kiện này nha. Đối với mỗi giai đoạn ở trong cái cuộc đua thống đốc hùng mạnh nhất ấy, các bạn sẽ được đua top của mỗi ngày luôn. Như vậy thì với top 1 của mỗi ngày thì các bạn sẽ được nhận tới 500 game nha. Top 2 thì được 300 game này, top 3 thì 200 game. Đó thì tổng cộng các bạn có 6 giai đoạn, như vậy các bạn sẽ có 6 ngày để đua cái top này. Còn ở cái xếp hạng chung, đây mới là cái mà nhiều người các bạn tập trung vào nhất. Ở hạng 1 các bạn sẽ nhận được 2.000 game, nhưng mà các bạn phải nhìn cái bên cạnh này, lên tới là 180 cái chọc của vị tướng đua thống đốc nha. Thì cái vị tướng này nó sẽ thay đổi tùy theo những cái kingdom khác nhau. Đó, top 2 thì các bạn sẽ có 90 tượng này, top 3 60 tượng, top 4 50 tượng, top 5 40 tượng. Đó, thì tất cả những người chơi ở trong top 15 các bạn sẽ được 10 tượng. Ít nhất là 10 tượng là đủ để các bạn triệu hồi vị tướng đó. Sau đó các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chọc vàng chung để các bạn nâng vị tướng này lên level max. Còn nếu như mà các bạn ở trong top 25 ấy, thì các bạn phải đua 2 lần các bạn mới lấy được vị tướng này nha. Về cách chơi của sự kiện thống đốc hùng mạnh nhất này thì các bạn có thể tham khảo bằng cách ấn vào ghi dấu chấm than trên đây. Ở đây thì các bạn sẽ chia làm 6 ngày và mỗi ngày các bạn sẽ có một giai đoạn khác nhau. Tương ứng với ngày thứ 2 đầu tuần là huấn luyện quân, ngày thứ 3 là đánh bại người ban rợ, ngày thứ 4 là thu gom tài nguyên trên bản đồ, ngày thứ 5 là tăng sức mạnh, ngày thứ 6 là loại bỏ kẻ thù và ngày thứ 7 là cái giai đoạn gọi là giai đoạn nước rút. Thì ở ngày thứ 7 này thì cụ thể là hôm nay kingdom của mình đang là ngày cuối cùng rồi các bạn. Thì ở ngày này các bạn sẽ kiếm điểm bằng tất cả những cái cách của những cái ngày trước nha. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt, đó là ngày cuối cùng này thì các bạn sẽ kiếm điểm nó ít hơn so với việc là các bạn làm đúng những cái nhiệm vụ này vào cái ngày của nó. Mình có thể ví dụ cho các bạn đi, đây là cái huấn luyện quân đội cấp 5. Ở cái ngày thứ 2 ấy, nếu mà các bạn huấn luyện quân đội thì các bạn sẽ được là 100 điểm. Trong khi đó ở ngày thứ 7 thì các bạn huấn luyện chỉ được có 80 điểm thôi, tức là chỉ đâu đó được khoảng 80% so với việc các bạn luyện đúng vào ngày đầu tiên. Nên là đúng với cái tên của mình thì cái đoạn nước rút này áp dụng cho các bạn là muốn gọi là bứt lên để các bạn lấy top trong trường hợp là những ngày trước các bạn đua nó không thành công. Thì đối với những ngày mà diễn ra sự kiện thống đốc hùng mạnh nhất thì sẽ có một số mẹo mà mình hy vọng là các bạn có thể áp dụng nó để lấy được top. Thứ nhất đó là ở vào cái ngày thứ 2 đầu tuần ấy, thì thường một cái chuồng ngựa như thế này, tức là một cái nhà lính cấp độ 25 ấy, các bạn chỉ luyện được 2.000 lính thôi. Thì để các bạn có thể lấy được top mà ngày thứ 2 nó được nhiều mà tốn ít tăng tốc thì các bạn có thể sử dụng cái vật phẩm là cái kho dự trữ trước. Tức là thay vì vào ngày thứ 2 các bạn mới bắt đầu luyện lính ấy, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái vật phẩm này để các bạn luyện được nhiều lính hơn. Và các bạn căn làm sao cho đến ngày thứ 2 thì nó luyện xong, hoặc đến ngày thứ 2 các bạn có dùng tăng tốc ấy, thì các bạn cũng tốn ít tăng tốc hơn. Và trước khi các bạn luyện lính thì các bạn cũng nên nhặt rune. Ví dụ ở đây mình đang có tốc độ luyện lính là 55%. Các bạn mà nhặt cái cục huấn luyện cấp 5 ấy, thì các bạn được thêm 15% nữa. Rồi nếu mà kingdom của bạn búc tước ấy, thì các bạn được thêm 10%. Rồi các bạn xin cái tước công tước thì các bạn được thêm 10% nữa để các bạn tối ưu cái thời gian huấn luyện này. Ở cái ngày huấn luyện quân này thì có một cái mẹo mình thấy là quan trọng nhất để các bạn có thể được nhiều điểm. Thì hiện tại mình là ngày nước rút thì mình sẽ làm mẫu thôi. Đó là ở đây các bạn ấn vào, các bạn sẽ thấy là huấn luyện quân đội cấp 4 các bạn được 32 điểm. Nếu mà ở ngày thứ 2 các bạn sẽ được 40 điểm nha. Thì ở đây mình cứ lấy ví dụ là ngày nước rút này đi. Còn huấn luyện quân đội cấp 5 thì các bạn sẽ 80 điểm. Nếu các bạn nâng cấp
quân từ cấp 4 đến cấp 5 ấy, các bạn sẽ được nhiều điểm hơn nha, so với việc là các bạn luyện thẳng lính T4 hoặc luyện thẳng lính T5. Các bạn luyện lính T4 lên T5 ấy, các bạn sẽ được nhiều điểm hơn, trong khi đó các bạn sẽ tốn ít speed hơn. Thì ở đây là một cái mẹo cực kỳ hay, đó là lý do mà tại sao mà các bạn thấy hiện tại mình đang luyện toàn T4 thôi. Các bạn có nhiều T4 như thế này ấy, thì cứ mỗi cái dịp mà đua thống đốc hoặc các bạn đua những cái event mà tăng power, tăng sức mạnh ấy, thì các bạn có thể luyện lính T4 lên T5, nó sẽ được nhiều power hơn mà các bạn sẽ tốn ít tăng tốc hơn. Sau khi kết thúc cái giai đoạn 1, tức là ngày thứ 2 huấn luyện quân, thì các bạn sẽ bước vào giai đoạn 2. Thì ở cái giai đoạn 2 này các bạn sẽ đánh man rợ. Thì để đánh man rợ thì các bạn sẽ có hai cách. Mình nghĩ là cách đầu tiên là cái cách mà tiết kiệm AP, tức là các bạn sẽ kéo man rợ. Các bạn sẽ sử dụng một vị tướng có khả năng tăng con man rợ thật là tốt, ví dụ như là Richard, hoặc các bạn mới chơi các bạn có thể sử dụng Loha. Và vị tướng thứ hai các bạn sẽ sử dụng một vị tướng có khả năng đánh lan, ví dụ như là Zsongzi hoặc là Aetherflash hoặc là Tôn Tử, nếu như mà cái kỹ năng kéo man rợ các bạn tốt. Thật sự thì con Z khi mà các bạn mắc ấy, cái hình nó vòng tròn các bạn sẽ kéo được dễ hơn. Thì như vậy các bạn sẽ kiếm được điểm mà các bạn không tốn AP. Còn nếu các bạn mà muốn kiếm nhiều điểm hơn ở cái giai đoạn 2 này thì các bạn nên xả AP nha. Và để có thể mà tối ưu nhất cái việc đánh man rợ ấy, thì các bạn nên sử dụng những vị tướng mà có cái nhánh tài năng giữ gìn hòa bình. Mình sẽ lấy ví dụ ở đây là Tào Tháo đi. Thì với cái nhánh giữ gìn hòa bình này, cái bảng tài năng các bạn sẽ có hai cái điểm. Thứ nhất là điểm săn tìm chiến tích. Thì cái điểm này khi các bạn tiêu diệt man rợ ấy, các bạn sẽ nhận được 15 cái gói tài nguyên C cấp 1. Nó sẽ cung cấp cho các bạn tài nguyên trong game nha. Bởi vì nếu các bạn đánh nhiều man rợ thì rõ ràng cái điểm này rất là ngon. Và cái điểm tiếp theo đó là điểm tinh thông. Các bạn sẽ được giảm AP khi các bạn đánh man rợ xuống thêm 10 điểm nữa. Như vậy các bạn sẽ tiết kiệm được nhiều AP. Thì ở giai đoạn 2 này các bạn nên sử dụng những con tướng mà các bạn cộng cái bảng tài năng để lấy hai cái điểm này. Thì nó sẽ tối ưu cho cái việc mà các bạn giết nhiều man rợ. Giai đoạn thứ 3 thì các bạn sẽ thu gom tài nguyên ở trên bản đồ. Thì cái mẹo mà các bạn hay áp dụng để nhận được nhiều điểm của cái sự kiện này, đó là các bạn có thể sử dụng những cái vị tướng mà có khả năng thu gom nhiều tài nguyên nhất có thể. Mình có thể ví dụ cho các bạn một số lựa chọn mà nó rất là rẻ thôi, nó gần như là miễn phí các bạn. Đầu tiên là các bạn có thể sử dụng Doan. Doan thì sẽ có cái skill 2 này, tăng cái trọng tải lên 25%. Đó, các bạn kẹp với lại con Sakka. Sakka thì có skill 3 này, cũng tăng trọng tải thêm 30% nữa. Đó, thì nó sẽ rất là ngon. Các bạn sẽ sử dụng những con tướng mà có cái khả năng tăng trọng tải như vậy ấy, để các bạn gửi vào trong cái mỏ liên minh. Thì tại sao lại gửi vào mỏ liên minh? Tại vì mỏ liên minh ấy, nó sẽ có cái trữ lượng rất là lớn. Các bạn gửi vào mỏ xong thì ví dụ các bạn thu gom một lần vài triệu điểm tài nguyên đi, nhưng mà thay vì các bạn cho cái đội thu gom đó về thành phố các bạn, thì các bạn hãy cho cái đội thu gom đó đứng ở ngoài bản đồ. Và đến cái ngày giai đoạn 3 ấy, thì các bạn hãy kéo cái đội quân đó về thành. Như vậy là các bạn sẽ ngay lập tức có một cái số lượng điểm rất là lớn. Còn nếu các bạn muốn tối ưu nữa ấy, thì bên cạnh một cái đạo mà các bạn gửi vào trong cái mỏ liên minh, các bạn hoàn toàn có thể cho 4 đạo còn lại thu gom tài nguyên ở trên bản đồ. Thì cũng tương tự thôi, thay vì các bạn cho cái đội quân đó chạy về thành phố các bạn, thì các bạn cứ để cả 5 đội quân ở trên bản đồ. Quan trọng nhất là cái để đội quân ở trên bản đồ ấy. Chứ còn nếu mà các bạn mà để đội quân nó chạy về thì các bạn sẽ bị là công cốc nha. Giai đoạn thứ tư thì các bạn sẽ tăng cái sức mạnh xây dựng, sức mạnh kỹ thuật cũng như là sức mạnh quân đội lên. Nhưng mà cái giai đoạn này nếu mà các bạn mà huấn luyện quân ấy, vào cái giai đoạn tăng sức mạnh này ấy, thì các bạn sẽ nhận được ít điểm hơn so với việc là các bạn huấn luyện quân vào ngày thứ hai. Nên là thường ở cái giai đoạn mà tăng sức mạnh ấy, các bạn thường chỉ có là cái thời điểm mà các bạn hoàn thành những cái nghiên cứu mà các bạn sắp hoàn thành ở trong game ấy, cũng như là các bạn nâng cấp một số công trình thôi. Chứ còn ở ngày tăng sức mạnh này thì các bạn không nên là huấn luyện nhiều lính nha. Giai đoạn 5 thì các bạn sẽ có cái ngày tiêu diệt kẻ thù. Thì đây là một cái giai đoạn mà nếu các bạn đang ở trong KVK thì sẽ là một cái động lực rất là lớn để cho những kingdom lao vào đánh nhau. Bởi vì các bạn sẽ được cống hiến ở KVK này. Cống hiến KVK là các bạn thậm chí còn được quy ra cái top MGE sau này nữa. Cũng như là các bạn sẽ được nhiều điểm của cái sự kiện đua thống đốc này hơn. Người ta hay gọi là ngày KE các bạn. Còn bình thường ở tất cả các kingdom ấy, nếu mà không trong KVK thì thường cái giai đoạn mà giết đội quân này thường sẽ bị giới hạn nha. Bởi vì sẽ tránh cái trường hợp mà những người chơi sử dụng búp điểm, tức là cho arc farm tấn công arc chính ấy, để nâng cái điểm này lên. Thì thường cái giai đoạn này sẽ bị giới hạn điểm khi các bạn không vào KVK. Còn nếu bạn vào KVK thì đây sẽ là một cái giai đoạn để gọi là có động lực để đánh nhau hơn các bạn. Còn vào cái ngày cuối là cái ngày nước rút như của mình hiện tại đây. Thì đây là cái ngày mà các bạn sẽ kiếm điểm. Mình đã nói lúc nãy rồi, các bạn sẽ kiếm được khoảng 80% điểm. Nhưng mà bằng tất cả những cái cách của những ngày trước. Thì đây là cái giai đoạn mà các bạn có thể gọi là cân đối cái top. Ví dụ như các bạn ở top của các bạn đang là top thấp đi,
mà các bạn muốn đua lên ấy, các bạn cảm giác là các bạn cần phải lấy cái top đó, cần phải lấy vị tướng đó, thì đây là cái giai đoạn để các bạn có thể sử dụng mọi cách, có thể luyện lính này, thậm chí là búp điểm, hoặc là giết địch nhiều hơn, hoặc là thu gom nhiều hơn để lấy được cái top cao hơn. Như vậy là video hướng dẫn về sự kiện thống đốc hùng mạnh nhất trong game của mình đến là kết thúc rồi. Các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới để chia sẻ cảm nghĩ của mình về cái sự kiện này, cũng như biết đâu các bạn có câu chuyện nào thú vị xung quanh cái việc đua thống đốc của bản thân. Và trước khi các bạn rời đi thì đừng quên cho kênh của Royal Kingdom Việt Nam một like và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye. Viết nên lịch sử của chính mình.